chiều ngày 20 tháng 4, đoàn công tác thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban bầu cử huyện An Phú về công tác chuẩn bị bầu cử. Cùng đi với đoàn có ông Võ Minh Hoàng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh quỹ tại huyện An Phú, đoàn đã đi khảo sát thực tế việc bố trí các điểm bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị phiếu bầu, thùng phiếu, băng rôn khẩu hiệu cổ động chào mừng cuộc bầu cử. Tại buổi làm việc với quỹ ban bầu cử huyện, ông Trần Hòa Hợp, chủ tịch quỹ ban nhân dân huyện, chủ tịch quỹ ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện cho biết, An Phú đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định của luật bầu cử. Tính đến ngày 13 tháng 4, các xã thị trấn đã hoàn thành công tác điều tra lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở làm việc và 120 tổ bỏ phiếu. Trong đó có 36 tổ bỏ phiếu trưng dụng nhà dân, 13 điểm cơ sở tôn giáo tín ngưỡng và 76 điểm tại dân phòng ấp, trường học, nhà kho toàn quyện có 132.255 cử tri, trong đó cử tri đi làm ăn xa 8.028 cử tri, tuổi 18 là 1.429 cử tri. Việc tổ chức giới thiệu người ứng cử đều thực hiện công khai dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Đáng chú ý, đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử các cấp trong quyền An Phú chưa nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu cử và những người ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu, Quỹ ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền An Phú cần thống nhất một mẫu niêm yết danh sách cử tri chung cho toàn quyện và việc bố trí phải sạch đẹp trang trọng, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử bố trí thùng phiếu riêng và lối đi riêng cho những người nghi nhiễm COVID-19, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bầu cử, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, công tác an ninh trật tự phục vụ bầu cử phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, góp phần giúp cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.